Xin chào các chị. Chào các chị đến với kênh Cách May Mẹ Bóng nha. Hôm nay thì mẹ Bóng sẽ hướng dẫn cho các chị cái cách mình đo ở trên cái cơ thể người như thế nào, mình lấy số đo làm sao cho nó đúng, để khi mình thiết kế nó không có bị, cái form của mình nó không có bị sai. Thì mẹ Bóng sẽ mượn đỡ tạm cái con mannequin này. Cái dáng nó đứng thì hơi thời trang một chút xíu, nó sẽ không có chuẩn khi mình đo. Tuy nhiên là mượn tạm để cho các chị hình dung ra khi mình đo như thế nào ha. Ở đây thì mẹ Bóng sẽ bắt đầu từ cái phía thân sau, khi mình đo dài, thông số dài áo. Ở đây thì mẹ Bóng sẽ giới thiệu một số cái thông số cơ bản cần thiết để cho mình thiết kế ra những cái sản phẩm cơ bản thôi. Còn có những cái thông số mà nó nhiều hơn nữa thì khi nào mà vào những cái bài tập nâng cao, những cái bài biến kiểu đó, thì mẹ Bóng sẽ nói tới các cái thông số đó ha. Còn bây giờ mẹ Bóng sẽ hướng dẫn các chị mình đo những thông số cơ bản. Đầu tiên là thông số về dài áo. Dài áo thì thông thường là mình có thể lấy ở phía thân sau, và cái mốc đo của nó là có thể là góc của vai hoặc là điểm C7. Các chị cũng lưu ý rằng là mẹ Bóng hay nói các cái từ chuyên môn giống như là góc cổ vai là C7. Những cái từ này á, nếu sau này các chị học vào những cái bài thiết kế á, thì các chị sẽ nghe được các cái từ này, nghe lại các cái từ này thì mấy chị cũng biết được là nó là ở đâu luôn á. Ở đây mẹ Bóng giới thiệu luôn, cái điểm C7 là cái điểm mà đốt sống cổ thứ bảy, nó nằm ở phía giữa thân sau nè mấy chị. Giữa thân sau mình đi lên cái phần xương sống của mình á ha, thì khi mà mình hơi cúi đầu về phía trước á, thì cái ở mình rờ ở chỗ này nó có một cái cục xương u lên đó, đó là đốt sống cổ thứ bảy và thường là mình gọi là điểm C7. Đó là điểm hạ cổ thân sau luôn đó mấy chị. Thì mình sẽ đo dài áo, có thể là mình đo từ cái điểm C7 này hoặc là mình đo từ cái góc cổ vai. Góc cổ vai là góc giữa cổ và vai, là cái góc này ha. Đó. Thì mình đo dài áo mình có thể bắt đầu từ góc cổ vai hoặc là bắt đầu từ C7. Mình bắt đầu từ đâu thì khi mình thiết kế mình sẽ thiết kế ở đó. Mấy chị lưu ý ha. Rồi. Người mẫu này nó cao quá với mỏi tay. Rồi thí dụ như mình đo từ cái điểm C7 ha, thì mình sẽ đặt thước đầu ở điểm C7 rồi mình kéo, kéo mình để cái thước cho nó phẳng êm thôi, mình kéo căng quá ha. Cái dáng của người mẫu này cô đứng hơi bị ổng ra nè, nên là khi mấy chị để như thế này thì thấy là nó bị hụt cái phần này. Không sao hết, khi mà mình đo trên cơ thể thực tế đó thì mình đứng thẳng và mình kéo cái thước thẳng ha. Thì mình muốn dài áo tới đâu thì mình sẽ lấy tới đó. Mấy chị có thể đặt ở C7 hoặc đặt ở góc cổ vai đều được ha. Đó là cái phần dài áo. Phía sau thì mình sẽ có hạ eo sau. Hạ eo sau thì mình mốc của mình đo từ góc cổ vai, góc giữa cổ và vai ha, nó nằm ở ngay cái góc này. Đó, mình sẽ đo từ góc cổ vai tới cái phần nhỏ nhất của cái vòng eo, là cái phần ngang eo, đó là hạ eo sau. Đó, hạ eo sau ha. Mình cũng để thước thẳng như thế này. Mình đo hạ eo sau. Rồi mình sẽ có phần thân sau thì mình sẽ có phần hạ mông. Hạ mông thì mình sẽ lấy từ hạ eo nè. Hạ eo mình đặt thước ngay phần hạ eo nè. Đó. Mình sẽ đặt tới cái phần cao nhất của vòng mông, đỉnh mông cao nhất. Mình sẽ đo được cái hạ mông. Rồi phần thân sau thì mình sẽ đo luôn cái phần ngang vai. Cái ngang vai này á, là nếu như các chị mà đo sai á, thì lên cái form nó dễ bị xấu. Trong trường hợp nếu như mình may cái áo mà dạng phong rộng á, thì không nói gì, ví dụ như các chị may áo thun t-shirt á, thì cái phong rộng cái vai nó rớt xuống không sao, tại vì mình may áo rộng cái tay nó cũng rộng nên là cái vai nó rớt thì không sao. Nhưng nếu như mấy chị may cái áo kiểu, áo tay phồng, áo biến kiểu, mà nếu như mà mấy chị lấy cái vai này nó sai, cái tay của mình nó sẽ bị xệ. Ví dụ như mấy chị lấy sâu quá nó cũng xấu, mà mấy chị lấy nhiều quá thì cái vai của mình nó bị xệ, cái tay nó sẽ không có đứng, nó không có đẹp. Đó. Nên là mình phải xác định đúng cái đầu vai để mình đo cái phần ngang vai. Thì khi mình xác định đúng cái đầu vai mình may vào thì cái tay của mình nó mới đứng, nó mới đẹp được. Vậy thì xác định cái đầu vai này như thế nào? Nếu như ai có kinh nghiệm thì người ta nhìn vào form dáng người, người ta đo được liền. Còn nếu như mà mình không có kinh nghiệm á, thì mấy chị có thể sờ ở cái đầu vai này nè. Mấy chị tưởng tượng là cái khớp tay với cái khớp vai nó được nối với nhau bởi một cái khớp ở chỗ này, và nó có một cái cục xương đầu vai, xương của cái vai của mình, đầu vai ở đầu này, thì rờ vô là mấy chị thấy nó hơi nhô lên một chút xíu, nó hơi cứng ha. Thì mình sẽ lấy từ cái xương đầu vai bên này tới cái xương đầu vai bên đây, đó là ngang vai, và nó đi qua cái điểm C7
Điểm C7 là điểm đốt sống cổ thứ 7 ha. Mình sẽ lấy từ đầu vai bên này, lấy qua đầu vai bên đây. Mấy chị hay sai như thế này nè, sinh viên của em là nó hay sai á, là nó đo theo cái áo của người mẫu mặc. Ví dụ như hôm đó bạn đó mặc một cái áo thun, cái vai nó xệ xuống đây, cái bạn đo là bạn đo từ cái vai của cái áo thun đó qua tới cái vai của áo thun bên này, thì như vậy là nó sai, tại vì mình không có lấy theo áo, mình phải lấy theo cái cơ thể, mình lấy theo cái xương đầu vai thì cái vai ngang vai nó mới chuẩn. Và nếu như mà cái form vai của người Việt Nam mình trung bình đó, nữ thì nó khoảng từ, nếu mà ai nhỏ con 40-45 kg thì vai có thể là 31-32, còn nếu như mà trung bình size M đó thì vai có thể là 34-35, ai vai to thì có thể tới 36-37, còn mà đô lắm thì 38 nha. Chứ mà ai đo ra mà 39-40 thì chắc cái vai đó là vai nam rồi, vai sai rồi ha. Nên là mình lưu ý cái phần vai này cho em, cái phần vai này là rất là dễ bị sai. Và nếu như sai thì mình mặc lên cái form nó sẽ không đẹp. Thì thân sau mình sẽ có những cái đường cơ bản như vậy thôi, còn có ngang vai nè, dài áo nè, hạ eo sau, hạ mông ha. Rồi bây giờ em qua cái phần thân trước, mặt trước ha. Không có người mẫu nên lấy tạm cái con mannequin nó đứng không có chuẩn nha mấy chị. Rồi mặt trước này thì mình sẽ có nhiều cái thông số hơn. Mặt trước này thì bây giờ mình sẽ có, đầu tiên là mình nói tới các cái thông số vòng đi ha. Đầu tiên là vòng cổ. Vòng cổ thì để đo vòng cổ thì mình sẽ phải chồng qua cái cổ này đó. Và cái thước dây nó sẽ đi qua các điểm, gồm có là hai cái góc cổ vai nè, hai góc cổ vai hai bên nè, điểm C7 ở phía sau nè, và một điểm nữa là hõm cổ. Hõm cổ này thì dễ xác nhận lắm đó, cái điểm mà lõm lõm chỗ này nè ha, thì đó là hõm cổ, thì cái thước nó sẽ đi qua các điểm đó và nó tới đây. Thì nếu như mà mấy chị thiết kế cái áo cơ bản bình thường thôi thì mấy chị đo như vậy được. Còn nếu như mấy chị mà muốn may cái áo dạng cổ đứng, cổ đứng, cổ tàu hay là cổ áo dài đó, thì mấy chị phải đo cái thước nó đứng đó, đo đúng cái vòng chân cổ như thế này nha, thì nó mới chính xác được. Vậy thì mình có hai cách. Với những cái áo thông thường thì mình có thể đo như thế này là được rồi, thước nó nằm tới đây mình đọc được rồi. Còn nếu mà cổ đứng thì mình phải đo theo cái vòng chân cổ nha mấy chị, đó là đo vòng cổ. Rồi mình có đo vòng nách. Đo vòng nách thì thông thường mình sẽ nói người mẫu đứng hơi chống tay lên để mình dễ đo ha. Rồi mình đo vòng nách thì cái thước nó sẽ đi qua chân nách và đi tới cái điểm đầu vai. Mình đừng có đi vào sâu quá mà mình cũng đừng có đi ra ngoài quá, đi đúng ngay cái điểm xương đầu vai giùm em ha. Đó, mình sẽ đi đúng ngay cái điểm xương đầu vai như thế này thì mình sẽ có được cái thông số vòng nách chuẩn. Rồi mình sẽ có vòng ngực, vòng eo, vòng hông, vòng mông. Ở đây thì mấy chị lưu ý mình có vòng ngực, vòng eo, vòng mông. Còn cái vòng hông là khi nào mà mấy chị thiết kế các cái sản phẩm ôm ở bên dưới, ví dụ như là chân váy bút chì nè, hay là quần tây nè, thì mình sẽ lấy thêm cái thông số vòng hông. Vòng hông là cái vòng khoảng giữa eo và mông, cái khoảng hông lưng lửng này ha, để mình xác định cái vòng hông của mình, để mình may lên cái dáng nó ôm cái vòng hông đó. Rồi vậy thì khi đo cái phần ngực thì mình đo qua cái phần đỉnh ngực, cái phần mà cao nhất của cái vòng ngực ha. Thì mình đo qua như vậy là mình phải để cái thước nó thật thẳng đó, thật thẳng từ bên này qua bên kia, và mình đứng nghiêng qua một bên để mình nhìn được mặt trước và mặt sau. Cái thước nó sẽ tạo thành một cái vòng tròn, tạo thành một cái mặt phẳng như vậy, song song với mặt đất. Còn nếu như mà mình để bị xéo, có nghĩa là nó để thành một cái mặt phẳng xéo, thì như vậy cái thông số vòng nó sẽ bị sai đó. Mình sẽ đọc cái thông số vòng. Rồi vòng eo tương tự như vậy, và xác định vòng eo như cái phần ngang eo này là chỗ nào. Nếu như mà với những người mẫu này mình nhìn vô cái là mình thấy liền cái chỗ nào là chỗ eo đó. Nhưng mà có những cái form dáng mình nhìn vô mình rất khó xác định cái eo chỗ nào. Thì nếu như mà mình người mẫu mặc cái áo quá rộng thì mình nói người đó là bóp cái áo vậy nè, thì mình sẽ nhìn thấy được cái điểm eo để mình đo. Còn nếu như mà bóp lại mà vẫn không thấy luôn, đó có nghĩa là cái sườn nó thẳng quá, nó không có cái phần eo, thì mình sẽ lấy từ rốn. Lúc này mình sẽ tìm cái điểm rốn và mình lấy từ rốn lên 2 cm thì tượng trưng cho cái phần đó là phần vòng eo đó. Thì mình sẽ đo ngay tại đó, mình cũng đặt cái thước thẳng tạo thành một mặt phẳng song song với mặt đất. Tương tự như vậy cho phần vòng hông và vòng mông. Đối với vòng mông thì mình sẽ đi qua cái phần cao nhất của đỉnh mông nha, phần cao nhất của đỉnh mông, và nó cũng phải tạo thành một cái mặt phẳng song song với mặt đất đó. Rồi ngoài ra thì mình sẽ có cái thông số vòng tay.
Vòng bắp tay là cái phần mà to nhất của cái bắp tay của mình. Cô người mẫu này bắp tay thon quá ha. To nhất để mình thiết kế tay áo cho nó vừa vặn ha, cho nó vừa vặn cho nó đẹp. Hay là vòng đùi. Vòng đùi thì mình thiết kế quần ha, quần cho nó vừa. Vòng đùi, vòng gối, vòng ống ha, những thông số vòng đó. Cách lấy cũng tương tự ha. Và vòng đáy. Vòng đáy khi mà mình thiết kế cái quần ha, quần tay thì mình sẽ thiết kế mình đo cái vòng đáy là từ cái ngang eo thân sau vòng qua đáy và tới cái ngang eo thân trước. Thì đây là cách đo vòng đáy cho cái quần mà lưng cao tới eo. Còn nếu như mấy chị muốn may cái quần mà lưng nó thấp, lưng không cao thì cái lưng mấy chị muốn tới đâu thì mấy chị sẽ đo từ đó. Ví dụ lưng thân sau mấy chị muốn ở đâu thì mấy chị dừng thước ở đó, mấy chị vòng cái thước qua đáy và mình dừng ngay tại vị trí mà mình muốn may lưng ở phía thân trước. Cái vòng đáy này thì để cho mình thiết kế cái quần á, mình đánh cong cái vòng đáy, mình kiểm soát cái vòng đáy nó không có bị sai. Rồi đó là các cái thông số vòng. Ngoài ra thân trước của mình á sẽ có cái phần hạ eo trước, hồi nãy ở thân sau thì có hạ eo sau, còn bây giờ ở trước thì mình sẽ có hạ eo trước. Hạ eo trước thì mình sẽ lấy từ góc cổ vai, góc cổ vai mình đi qua cái phần ngực và mình đi tới cái phần eo. Nếu như cái áo của mình là áo form vừa phải không quá ôm thì khi mình đo mình có thể đặt cái thước bình thường như thế này. Nhưng nếu như mà mình may một cái sản phẩm nó ôm vào body thì mình sẽ đo cái hạ eo này á, mình sẽ đi ôm vào như thế này ha, mình đo ôm như thế này để mình xác định được cái hạ eo cho nó chuẩn. Đó là hạ eo. Ngoài ra còn có thông số hạ ngực. Hạ ngực thì mình sẽ đo từ góc cổ vai tới phần đỉnh ngực cao nhất của ngực. Hay là chéo ngực. Chéo ngực là mình sẽ đo từ hõm cổ tới đỉnh ngực ha. Chéo ngực đo từ hõm cổ tới đỉnh ngực. Gian ngực là khoảng cách giữa hai đỉnh ngực ha. Những cái thông số này khi vào bài đầm mà thiết kế mà nâng cao thì mình sẽ học mấy cái thông số này ha. Rồi, tiếp đến là có thông số dài tay. Dài tay thì mình cũng bắt đầu thước ngay tại vị trí xương đầu vai và mình kéo cái thước tới vị trí nào mà mình muốn dài tay ha. Dài tay mình muốn. Đó là những cái thông số cơ bản. Đó, mấy chị chỉ cần nhớ những cái thông số đó thôi và mình đo đúng thì mình sẽ may lên đúng. Còn nếu như mà mình đo nó không chuẩn thì mình may lên khi mình mặc cái form nó sẽ không có đẹp. Mấy chị lưu ý giùm em, mấy chị học cái này, tập đo cái này và tập nghe dần, quen dần các cái tên gọi, ví dụ như hạ eo trước, gian ngực, chéo ngực, hạ eo sau hay hạ mông hay là điểm hõm cổ, điểm góc cổ vai, điểm C7, điểm đầu vai vân vân. Các cái điểm đó thì sau này khi vào cái bài thiết kế em sẽ nói lại và mấy chị phải hình dung ra được cái điểm đó nó nằm ở đâu ở trên cái cơ thể để mình học cái thiết kế cho nó nhanh ha các chị. Thì cái bài đo thì nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên là mình cần phải đo đúng thì mình mới may chuẩn được. Thì hy vọng rằng là sau cái video này thì các chị sẽ tập và có thể là đo cho nó chuẩn hơn. Video này tới đây là kết thúc rồi ha. Mấy chị thấy hay thì mấy chị ấn subscribe cho mẹ Bóng nha. Và mẹ Bóng sẽ có cái phần video hướng dẫn may cái quần chip dành cho mẹ và một cái quần chip dành cho bé. Thì cái form quần chip này á, nó rất là ôm, nó ôm và nó ở cái thân sau thì nó rất là ôm cái phần mông, thân sau nó rất là ôm phần mông, mấy chị thoải mái mặc đồ bó mà không có sợ nó bị lằn cái đường ở đây này, nó xấu nè. Những cái quần mình mua ở ngoài, những cái quần đáy ngắn á, thì thông thường thì mấy chị mặc nó hay bị đường lằn ở đây, còn cái form quần này thì nó sẽ ôm qua cái bầu mông như thế này, thì mặc rất là gọn ha, và mình có thể may mặc được luôn, mình không cần mua ha. Thì mấy chị có thể coi cái video đó để mình biết cách thiết kế và may cái quần chip này nha. Rồi, xin chào các chị nha. Hẹn gặp lại các chị ở cái video tiếp theo nha.